Burmi là thời kỳ lần đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của những loài động vật to lớn trên cạn ở mức độ khổng lồ. Hai cái tên đại diện tiêu biểu là thằn lằn khiên Scutosaurus và quái thú nanh kiếm Gorgonopsia. Chúng chia nhau vị trí đứng đầu loài ăn cỏ và loài ăn thịt. Nhưng ở đâu cũng vậy, có người thống trị thì phải có người bị trị. Lichosaurus là một nhân vật thuộc tầng lớp bị trị điển hình. Lichosaurus là một loài động vật ăn cỏ cổ đại, có kích cỡ nhỏ cho đến trung bình, dài khoảng 0,6m đến 2,5m, cao dưới 1m. Một số tài liệu cho rằng kích thước này tương đương loài lợn hiện đại. Điểm đặc sắc nhất về mặt ngoại hình của chúng có lẽ là hộp sọ ngắn, dài, hẹp, cùng với một cặp răng khá dài mọc hướng từ trên xuống và lộ ra ngoài. Nói chính xác thì chúng gần như là ngà của loài này. Cặp ngà có tác dụng để khoan, đào vào đất như ở heo rừng hoặc dùng để tự vệ, không loại trừ khả năng dùng để quyến rũ bạn tình hoặc chứng minh địa vị, nhưng chắc chắn không phải là để cắn xé thịt. Bởi lẽ, ngoài hai cái răng ngoại cỡ này thì chúng không có răng khác mà chỉ có một cái mỏ sừng như ở loài rùa, có lẽ là dùng để nghiền thực vật hoặc là các loại rễ cây. Mấy đặc điểm nêu trên rất phù hợp với cái tên của loài này, có nghĩa là thằn lằn xẻng. Lối sống chui rúc như vậy có thể là một phần bắt nguồn từ sự thống trị của những loài trên mặt đất cỡ bự. Tranh ăn với Scutosaurus thì quá khó, mà lang thang trước mặt Gorgonopsia thì tương đương mỡ dâng miệng mèo. À mà dù có chữ thằn lằn trong tên, nhưng chúng không phải là thằn lằn thật đâu nhé. Chúng là thuộc về một dạng thú nguyên thủy gọi là Synapsid, phân biệt với những loài bò sát cùng thời là Sauropsid. Tóm lại, dù là một trong những động vật có xương sống sinh sống hoàn toàn trên cạn đầu tiên xuất hiện vào kỷ nhị điệp, nhưng Lichosaurus không có cặp nanh kiếm hung tợn, cũng chẳng có tấm thân to lớn đồ sộ. Nên ngoại trừ vẻ ngoài khá kỳ lạ so với động vật hiện đại, thì Lichosaurus không có gì quá nổi trội. Cơ mà từ từ đã các bạn ơi, sống chậm lại chút nào. Người xưa vẫn hay dạy rằng sông có khúc, người có lúc. Dù Lichosaurus không phải là người, nhưng chắc chắn vẫn áp dụng được trong trường hợp này. Quả thực, trong hầu hết kỷ Permi, Lichosaurus không phải loài nổi trội, nhưng đó là do chúng chưa gặp đúng thời. Giống như việc phế vật nhờ cơ duyên xảo hợp mà vươn lên đỉnh cao sức mạnh, thì Lichosaurus cũng nhờ gặp cơ duyên mà vượt qua mọi loài khác, vươn lên đứng đầu cả một thời đại. Dù rằng sự kiện này không lấy gì là tốt đẹp, bởi nó là sự kiện tuyệt chủng tồi tệ nhất từng được ghi nhận. Sống dai thành huyền thoại, sinh tồn là một trò chơi tàn khốc. Mỗi người chơi chỉ có một mạng duy nhất, địa vị thống trị, kích thước, số lượng, số con mồi săn giết được đều là vô nghĩa. Nếu bước chân hụt, tuyệt chủng là cái kết dành cho những kẻ không thể thích nghi. Trong sự kiện tuyệt chủng Permi Triad, động đất, dung nham, cho bụi, khí độc, nhiệt độ cao kéo dài trong nhiều năm đã khiến sự sống trên trái đất chìm sâu trong khung cảnh tan hoang của ngày tận thế. Thành quả tích lũy hàng tỷ năm của quá trình tiến hóa bị chôn vùi trong tích tắc. Mọi vùng đất nếu chưa bị vùi lấp bên dưới lớp dung nham nguội dày hàng ngàn mét thì cũng bị biến thành vùng hoang mạc cằn cỗi, chỉ toàn sỏi và cát. Thảm thực vật bị thiêu rụi trong trận bão lửa, phần khác thì bị đầu độc bởi cơn mưa axit. Một số thì bị bóp nghẹt bởi bầu khí quyển ngập tràn khí lưu huỳnh và carbonic. Nói chung, bị hủy diệt là dòng mô tả trạng thái phù hợp nhất. Đối với động vật, 97% động vật biển biến mất, ít hơn 1/3 động vật trên cạn may mắn chưa tuyệt chủng. Hầu như mọi loài to lớn đã chết. Tình hình khí hậu thì quá cực đoan, mà thức ăn thì quá khan hiếm, đã đốn ngã những tên khổng lồ đó. Nhưng sự sống luôn là vậy, sóng sau xô sóng trước, từ đống đổ nát của thời đại cũ. Những người tí hon dưới này đã rũ bùn đứng dậy sáng lòa, có thể là do may mắn, cũng có thể là do mạnh mẽ, hoặc cả hai. Nhưng dù gì đi nữa, Lichosaurus đã thành công đạp lên cái xác vô hồn của những con Gorgonopsia và Scutosaurus hết thời đen đủi để trở thành loài thống trị. Sự nhỏ bé và lối sống đào bới, chui rúc của chúng đã trở thành câu trả lời từ chối tấm vé của tử thần. Khi mặt đất vẫn còn bị càn quét bởi làn sóng nhiệt tăng cao, thì Lichosaurus đã an tâm náu mình trong những chiếc hang sâu dưới lòng đất. Có hơi chật chội chút, nhưng dù sao vẫn rất thoải mái. Bởi trên bề mặt, nếu một ai đó chưa bị lửa nướng thành than, thì ánh nắng nóng rát
nay không còn bị ngăn cản bởi tầng ozone, thứ đã bị chọc thủng do khí nhà kính, sẽ rút sạch lượng nước trong cơ thể kẻ đó, biến hắn thành cái xác khô. Bên cạnh đó, rất có thể chúng còn phải ngủ đông trong những cái hang đó khá lâu nữa. Chẳng sao cả, Lichosaurus bọn chúng đã phải đào bới dưới hang tất đất phần lớn cuộc đời rồi. Bây giờ chỉ nằm im và ngủ thêm ít lâu thì có đáng gì? Mặt khác, lối sống chui rúc nơi hang hốc chật hẹp đã khiến giống loài của chúng có sự thích nghi tuyệt vời với tình trạng thiếu oxy do không khí giờ đây đã tràn ngập khí độc. Mị ở lâu trong cái khổ, mị quen rồi. Nơi ở đã xong, bây giờ đến cái ăn. Mấy thứ xanh tươi mơn mởn giờ còn hiếm hơn cả vàng. Dẫu vậy, chúng cũng không phải loại chỉ ăn được đồ tươi, rễ cây, củ, hạt mầm, côn trùng còn trốn trong đất là thực phẩm cứu đói tuyệt vời. Không ngon lắm nhưng vẫn ăn được. Nếu may mắn thì còn có thêm cả nấm nữa, thứ thực vật sinh sôi nảy nở nhờ cái chết của những vật sống khác. Ngoài ra, cuộc sống của chúng giờ cũng thảnh thơi hơn rồi. Mấy kẻ săn mồi lớn xác trực chờ ăn thịt chúng nay không còn kẻ nào. Việc kiếm thức ăn có cực khổ hơn chút, nhưng chẳng cần phải ngày ngày lo sợ nữa. Nhờ tập tính sinh hoạt tình cờ trùng hợp đến lạ kỳ, đối với môi trường quá sức khắc nghiệt bấy giờ cũng như sự biến mất của những loài thù địch đã khiến Lichosaurus thỏa sức vẫy vùng, mau chóng chiếm lĩnh thế giới hậu tận thế. Một thế giới gần như trống rỗng. Ước tính lúc đỉnh điểm, có đến 95% sinh vật có xương sống trên cạn là Lichosaurus. Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, Lichosaurus không phải là kẻ duy nhất được tử thần bỏ quên. Trên những sa mạc khô cằn ngoài kia, vẫn còn một giống loài thích nghi tuyệt vời với kiểu khí hậu cực đoan hiện tại. Đó là những con thằn lằn ngoại cỡ. Lớp da và vảy của chúng ngăn sự thất thoát hơi nước. Sức nóng mặt đất làm dòng máu của chúng ấm lên, đồng nghĩa khiến chúng nhanh nhẹn và hoạt bát hơn. Chúng thích ăn thịt. Chúng thèm khát những con Lichosaurus thông dòng ngoài kia. Chúng chê cười lũ Lichosaurus đần thối. Mọi kẻ ăn thịt to lớn đã chết, thế mà lũ tợn kia còn mải mê đi đào rễ cây. Không phải ta không có lòng thương xót, nhưng ai cũng cần ăn mà, đúng không? Chào mừng những bữa ăn của ta. Thần lằn chúa Arcosau tới rồi đây. Kỷ nguyên bỏ sát đã đến. Câu chuyện về Lichosaurus xin được phép dừng lại tại đây. Còn cái kết á? Điều gì khiến bạn nghĩ Lichosaurus bé nhỏ có thể tiếp tục phút giây huy hoàng của mình trong kỷ nguyên kéo dài gần 200 triệu năm kế tiếp, được gọi là thời đại khủng long cơ chứ? Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!